Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin về thời tiết. Chào chị Phương Ly, miền Tây hôm nay có mưa muộn như chiều ngày hôm qua nữa hay không ạ? Xin chào trường quay VTV Cần Thơ. Khả năng hôm nay mưa sớm hơn, một vài nơi có thể mưa từ sáng đấy ạ. Nguyên nhân không phải là gió mùa Tây Nam, mà là do rãnh áp thấp xích đạo đang có xu hướng nâng trục lên và tiến gần về phía đất liền của Nam Bộ. Đây là rãnh hội tụ ẩm, tạo điều kiện cho mây ẩm phát triển quanh rãnh và gây mưa nhiều hơn. Cụ thể là mưa sẽ xảy ra sớm ngay từ sáng ở ven biển của miền Tây Nam Bộ. Đến trưa chiều và chiều tối thì vùng mưa mở rộng dần vào sâu trong đất liền của miền Tây, sau đó sẽ lan rộng ra cả miền Đông Nam Bộ. Cảnh báo là có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng là trên 50mm. Mưa to dồn dập như thế này trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ. Trong cơn dông, quý vị cũng cần phải đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh. Dự báo là càng đến cuối tuần thì miền Tây sẽ càng mưa nhiều hơn. Như tại Cần Thơ, hôm nay và ngày mai sẽ có mưa về chiều muộn. Đến 2 ngày cuối tuần thì mưa sẽ xảy ra bất chợt ở trong ngày. Nhiệt độ giảm nhẹ là còn 32 độ. Còn trong buổi sáng nay, nhiều nơi ở Nam Bộ vẫn có khoảng nắng. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và hầu khắp các nơi khác của Nam Bộ phổ biến trong khoảng 32 đến 33 độ. Riêng ở thành phố đảo Phú Quốc, nhờ có gió biển thổi đều cho nên không khí dễ chịu hơn, nhiệt độ hôm nay không quá 31 độ. Mưa dông có thể xảy ra ngay từ trưa, đến chiều thì mưa nhiều hơn, có thể là mưa to kèm theo dông gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết trên biển, tàu thuyền ra vào quần đảo Phú Quốc cũng như là quần đảo Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo cũng cần phải lưu ý là trời mưa nhiều hơn trong hôm nay. Cảnh báo là kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh.